thời gian qua vấn nạn tin đồn nhảm thông tin sai sự thật tin giả đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi bức xúc nếu không ngăn chặn kịp thời rất dễ để lại hậu quả vô cùng nặng nề thông tin được lan truyền gần đây về chuyện hồ văn cường qua đời là một ví dụ minh họa Mới đây, hàng loạt kênh YouTube bất ngờ chia sẻ thông tin về việc Hồ Văn Cường qua đời ở tuổi 19. Trong đó, để chứng thực cho tin đồn của mình, các kênh YouTube này còn ghép ảnh của danh ca Ngọc Sơn hay nhiều sao việc khác vào. Tuy nhiên, khi người dùng nhấn vào video này thì nội dung không phải vậy. Hành động vô lương tâm này đã khiến cho một số fan của Hồ Văn Cường phẫn nộ, yêu cầu các chủ tài khoản này gỡ bỏ clip có tiêu đề gây sốc câu view. Cha mẹ Hồ Văn Cường khi nghe tin cũng rất bức xúc, không thể tin được người ta có thể nghĩ ra trò này. Không chỉ Hồ Văn Cường, hàng loạt sao Việt đình đám như Hoài Linh, Sơn Tùng MTP, Phan Đình Tùng, Trần Tiến cũng nhiều lần bị lời đồn qua đời. Pháp luật hiện hành đã có quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi tung tin giả, sai sự thật, nhưng tình trạng này vẫn không dừng lại. Hồ Văn Cường là giọng ca rất được quan tâm và vì vậy mà anh cũng hay gặp thị phi. Mới đây nhiều khán giả cho rằng giọng hát của Hồ Văn Cường không còn hay như khi bắt đầu bước ra từ Việt Nam Idol Kids 2016. Một số bình luận từ cư dân mạng, Sao nghe nhạc một đường hát một nẻo Hồi nhỏ hát hay lắm mà Giờ lớn nghe khác quá Thất vọng, giọng có vẻ bất ổn Nghe Hồ Văn Cường hát muốn tụt huyết áp Trước phản ứng của dư luận Hồ Văn Cường vốn luôn xuất hiện với phong cách điềm đạm hiền lành Nên thường không có phản hồi nào Sau những tranh cãi liên quan của ca sĩ Phi Nhung Hiện Hồ Văn Cường sát cánh bên Ngọc Sơn và Bầu Thụy Hồ Văn Cường dần đắt show hơn Ổn định công việc Và cũng có sự đột xác về phong cách ngoại hình từ vụ việc tung tin đồn nhảm, Hồ Văn Cường qua đời để câu like, câu view, người xem cũng hết sức cần lưu ý. Không lan truyền những thông tin này, đồng thời nếu phát hiện thông tin sai sự thật, có thể báo ngay với cơ quan chức năng để tiến hành xử lý theo quy định. Mặc dù có không ít những vụ việc tung tin đồn nhảm bị xử phạt hành chính, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Có lẽ đã đến lúc cần phải có biện pháp đủ sức gian đe hơn nữa để giải quyết triệt để vấn nạn này.